review các địa điểm ăn uống tại Quy Nhơn Phú Yên 2 ngày 1 đêm cùng Jun Tifu. Món ăn đầu tiên mà Jun đã thưởng thức khi vừa đặt chân đến đất Quy Nhơn đó là hủ tiếu Nam Vang và bún mắm nha, địa chỉ là 43 Nguyễn Thị Định. Món ăn thứ hai mà Jun lựa chọn đó là món ốc nướng ở phố ẩm thực của Quy Nhơn. Ốc ở đây khá là tươi và nêm nếm gia vị cũng vừa, ăn khá là ngon nha. Giá ốc thì sẽ tính theo lạng từng loại ốc khác nhau, nên khi mua mọi người nhớ hỏi giá trước khi gọi nha. Món ăn thứ ba là bánh mì bò xào, đây là một món cũng khá nổi tiếng và được rất nhiều các bạn review. Món ăn thứ tư đó là bánh hỏi cháo lòng, món ăn này rất là ngon và là một trong những đặc sản của Quy Nhơn nha, nhất định các bạn phải thử đó. Địa chỉ quán ăn là số 167 Cần Vương. Món ăn thứ năm đó là các món hải sản ở Kỳ Co nha. Đây là bữa ăn ở nhà hàng mà đã kèm theo cùng với tour Kỳ Co. Hải sản rất là tươi và ngon. Món ăn này là dành riêng cho team điện sầu riêng nha. Mình đã mua ở ngay cổng vào eo gió với giá 100k một cân. Món ăn thứ bảy đó là bún rạ bún tôm ở quán Bún Nàng Bông số 73 Ý Lan. Chỉ với 20k một bát thôi. Món ăn thứ 8 đó là bánh canh hẹ và bánh cuốn nem ở quán Kiều thị trấn Tuy An Phú Yên nha. Thêm một món này nữa là món mình rất là thích đó là kem sữa dừa và bánh tơ hồng ở ngay chân tháp Nghinh Phong Phú Yên. Mỗi chú đứng một xe và bán ngay ở gần chân tháp Nghinh Phong nha. Các bạn cứ đi dọc đường một đoạn là sẽ nhìn thấy các chú ở ngay bên đường thôi. Trời ơi, siêu ngon luôn, đến bây giờ mình vẫn muốn quay lại đấy để ăn. Và món ăn cuối cùng mà mình thưởng thức ở Quy Nhơn đó là cơm gà rung. Mình thấy rất là nhiều bạn review món cơm này nên mình cũng đã ghé qua để ăn nha.